MC Phan Anh đã quên được 16 tỷ đồng ủng hộ miền Trung. MC Phan Anh vừa cập nhật trên trang cá nhân về việc đã hoàn thành trao tận tay hơn 2.600 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Mai Hóa, Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nam MC cho biết tình hình thực tế là bà con đối phó với lũ lụt rất tốt. Sau lũ thì người dân đã vệ sinh sạch sẽ, gia cầm, gia súc, gia sản hầu hết được bảo vệ nguyên vẹn. Điều này có công lớn của chính quyền địa phương khi liên tục thông báo, cập nhật tình hình cho người dân phan anh viết nhưng tất nhiên là đời sống khá khó khăn và sự hỗ trợ là cần thiết cần thiết nhất là những chương trình giúp bà con làm giàu mục tiêu của mình là ở đó làm thiện nguyện sao cho hoạt động thiện nguyện không còn cần thiết nữa MC Việt Nam Idol cũng cho biết tuần sau anh sẽ trở lại. Kế hoạch cụ thể nam MC sẽ thông báo sớm để nhờ các chuyên gia đi cùng. Phan Anh khẳng định cái rất cần của bà con trong thời gian tới là nước sạch. Trước đó thì trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Phan Anh cho biết tôi dự định sẽ có những hoạt động chuyên sâu hơn như làm nhà, xây cầu, trường học hoặc hỗ trợ những công trình làm đường. Đặc biệt tôi sẽ tập trung vào hoạt động giáo dục hoặc xây dựng những chương trình phát triển kinh tế hộ gia đình. MC Phan Anh chia sẻ, đoàn chúng em cần đi bệnh viện gấp. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chia sẻ mới nhất của MC Phan Anh sau một ngày tặng quà hỗ trợ cho bà con xã Mai Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngày 18 tháng 10, MC Phan Anh và những người bạn của mình đã đến Quảng Bình để gặp mặt, động viên và giúp đỡ những người dân vùng bão lũ. Là người thẳng thắn, trung thực, nên khi đến nơi, Phan Anh đã tranh thủ lên Facebook cá nhân để cập nhật tình hình tài chính và công tác hỗ trợ. Phan Anh viết, tuy đã đề nghị cả nhà chuyển hướng chung tay với các tổ chức cá nhân khác, song số dư từ tài khoản của chúng ta vẫn tiếp tục gia tăng. Đến thời điểm này là hơn 9,3 tỷ đồng số dư còn hơn 8 tỷ để rút 1,3 tỷ để mua thực phẩm và quà tặng. Tất nhiên, chúng mình vẫn sẽ tiếp nhận theo cam kết đến hết ngày 31 tháng 10. Nhưng một lần nữa mong mọi người chia sẻ nguồn lực vì sức của nhóm mình cũng có hạn, trong khi còn nhiều đoàn thiện nguyện khác. Ngoài ba bốn người bạn có phần anh, đoàn có một số tình nguyện viên mới, có một số phóng viên để giám sát cũng như minh bạch thông tin. Tuy nhiên, bố cháu mong cả nhà giới thiệu một đơn vị uy tín, độc lập để giám sát, kiểm toán toàn bộ các hoạt động tài chính cho chiến dịch thiện nguyện này. Chi phí phần anh sẽ tự thanh toán riêng. Ngoài việc chia sẻ về công tác từ thiện đang diễn ra, Phan Anh còn động viên những người có chung quan điểm hướng đến đồng bào lũ lụt đừng bận tâm đến những lời thị phi, suy diễn của một bộ phận cư dân mạng. Hãy cho mình được sống có niềm tin và điều tốt và người tốt như các bạn đang làm, sẵn sàng đập tan một luận điệu xuyên tạc. Thường thì nên bỏ qua, nhưng thỉnh thoảng cũng phải gây gớm tí anh em à, cho họ biết mình là ai, kèm theo hình mặt cười. Sau những chia sẻ trên, Phan Anh cũng các điện thoại để tập trung vào việc trao thực phẩm và chút tiền mặt cho người dân xã Mai Hóa, Quảng Bình. Và sau một ngày làm hết sức mình, Phan Anh mới tiếp tục cập nhật thêm thông tin để cho những tấm lòng hảo tâm trên Facebook anh nắm rõ tình hình. Phan Anh chia sẻ một cách hớm hỉnh và chân thành. Đoàn chúng em cần đi bệnh viện gấp, về đến nhà nghỉ cả đám chẳng nói câu gì, đứa nhìn lên trần, đứa nhìn nhau rồi tự cười. Có những hạnh phúc mà nó vui kiểu gì đâu á. Xin cảm ơn rất rất nhiều người, nhiều nhiều nhiều, nhiều lắm lắm. Và xin đặc biệt cảm ơn các bạn tình nguyện viên tự tìm tới, trong đó có các thanh niên sở tài chính Quảng Bình vô tình ngang qua. Đợt 1 hôm nay đã trao hơn 1.300 món quà tận tay bà con may hóa Sẽ trở lại đợt 2 thiết thực hơn sau khi nghe tâm sự của bà con Thiệt tình là em mãi lo công việc Chẳng có tấm hình nào trong máy để đăng đâu ạ à. Xin lỗi cả nhà Giờ chúng em đi rút kinh nghiệm đây ạ à. Ngày mai sẽ là một ngày dài Trao quà ở Thạch Hóa cho khoảng 1.400 hộ Từ 8 giờ đến 12 giờ Tại nhà văn hóa thôn Và di chuyển về Phương Điền, Hương Khê Hoạt động thiện nguyện từ 15 giờ đến 19 giờ Mọi người cùng chúc sức khỏe cho chúng em nhé cũng như mọi lần đoạn status của Phan Anh nhanh chóng nhờ được sự đồng cảm của nhiều người, họ vào chúc anh và các tình nguyện viên khác sức khỏe để có thể mang tấm lòng vàng đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Á hậu Huyền My cũng vào động viên tiền bối, cố lên anh. Tôi cũng chia sẻ luôn dưới bình luận này là sẽ đến miền Trung vào ngày 21 tháng 10 tới. Sao Việt dưng dưng trước tấm lòng của MC Phan Anh? Hành động nói là làm của MC Phan Anh mang yêu thương đến với đồng bào miền Trung sau trận đại hồng thủy, đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp và công chúng. Nam MC không chỉ tiên phong chuyển thẳng 500 triệu đồng cho hoạt động cứu trợ mà còn tạo nên một làn sóng quyên góp mạnh mẽ của cả xã hội. Sau 2 ngày, hashtag đừng im lặng trở thành thông điệp mạnh mẽ lan tỏa không thể tưởng tượng được, cán đích với số tiền quyên góp khủng 9,3 tỷ đồng. Phan Anh đã lên đường ngay trong đêm tối để đến với bà con vùng rốn lũ miền Trung tấm lòng nhân ái cùng hành động nói được, làm được của MC Phan Anh một lần nữa khiến giới nghệ sĩ, người hâm mộ rưng rưng nước mắt và thêm chân quý người đàn ông chuẩn xoái ca này. Cùng chung tay với lá cờ đầu Phan Anh, rất nhiều sao Việt đã hành động vì miền Trung ruột thịt. Đạo diễn Trần Lực, một trong những ông bố tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa đầu tiên cùng MC Phan Anh bày tỏ sự xúc động rằng ông em trai của chúng mình này Minh Khang Hoàng Bách đã đẹp trai, tài năng lại còn có tâm sáng nữa, number one. Cùng tâm trạng, ông bố Hoàng Bách vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp mà người bạn thân Phan Anh dành cho đồng bào miền Trung. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ, thực sự bố cháu tin rằng ai biết tin này cũng sẽ rừng rừng nước mắt vì những số tiền thấm đẫm tình đồng bào. Trúc Nhân đã quyết định chung tay hành động với MC Phan Anh hướng về đồng bào miền Trung bằng việc ủng hộ số tiền 20 triệu đồng. Ca sĩ Thanh Thảo thì bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến trước hành động nói được làm được của MC Phan Anh đúng chuẩn xoái ca nha, ngưỡng mộ quá, thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi tất cả các trang Facebook hầu như đều kêu gọi để giúp đỡ cho bà con vùng lũ, ít hay nhiều cũng quý hết vì đó là tấm lòng. Vân Hugo thì kêu gọi mọi người hãy hành động cùng MC Phan Anh để giúp đỡ đồng bào vùng rốn lũ miền Trung vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Bản thân nữ diễn viên MC cũng đóng góp 5 triệu đồng để đồng hành với hoạt động thiện nguyện của MC Phan Anh. Theo tin tức mới nhất từ MC Phan Anh, anh cùng đoàn cứu trợ đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trao quà cho 1.000 hộ dân tại đây. Anh cũng thông báo thêm vẫn sẽ tiếp tục nhận quyên góp của mọi người đến hết ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, do nhóm của anh có hạn, trong khi có nhiều đoàn thiện nguyện khác nên mong mọi người chia sẻ nguồn lực. MC Phan Anh mang ánh sáng yêu thương đến với bà con vùng rốn lũ miền Trung với tâm an, miệng mỉm cười. Nam MC cũng chia sẻ rằng, chúng ta sống vì lòng nhân ái nhé. Lòng nhân ái cũng có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm, nhìn về những thứ tốt đẹp. Đâu cần nói hoài về cái sai, cái tiêu cực của một bộ phận nào đó đâu. Hãy yêu người, vì rõ ràng có biết bao nhiêu người tốt, hãy cho chính chúng ta sống trong sự tích cực nữa nhé. Mỉm cười ấm áp nào. Đáng sợ những bình luận ác ý về kỳ duyên khi vào vùng lũ. Từ đêm qua 18 tháng 10, Kỳ Duyên và bạn bè của mình đã cùng nhau vào Quảng Bình, nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ, để chia sẻ phần nào những mất mát của người dân nơi đây. Ngoài 150 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ, Kỳ Duyên và bạn bè đã quyên góp được 3.000 thùng mì tôm, 3 tấn gạo cùng rất nhiều chăn nệm người đẹp cũng không ngại đường xá xa, xa xôi, vất vả mà đi tới từng căn nhà hộ dân để trao các phần quà cho bà con nơi đây. Để cập nhật tình hình của bà con vùng lũ, Kỳ Duyên đã phát livestream là chế độ phát video trực tiếp, hành trình của mình lên trang cá nhân. Hành động của Kỳ Duyên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Có người còn hy vọng Kỳ Duyên thường xuyên cập nhật tình hình ở vùng lũ cho những người không có điều kiện tới tận nơi để thăm hỏi bà con. Nhưng giữa hàng trăm bình luận động viên, khen ngợi Kỳ Duyên, người ta vẫn giật mình vì những dòng comment lạc lõng đến ác ý thay vì quan tâm tới việc kỳ duyên đi từ thiện họ dễ dàng công kích cá nhân bằng nhiều câu bình luận đáng sợ nhiều người quên mất nội dung mà kỳ duyên truyền tải mà tập trung vào soi mói cái cằm rồi cái mắt cái mũi không chỉ thế có người còn gán cho người đẹp danh sưng làm màu làm dáng lại có người thắc mắc tại sao đi từ thiện phải mang theo phóng viên, phải livestream, phải cập nhật trên Facebook. Cay đắng hơn, nhiều người phủ nhận toàn bộ công lao tốt đẹp của Kỳ Duyên. Có thể Kỳ Duyên cũng chẳng kịp đọc những dòng bình luận ác ý, hoặc em sẽ lờ đi xem như không thấy, nhưng làm nhau đau như thế thì liệu có thể có điều gì tốt đẹp được hay không? Nhưng may mắn thay, đó chỉ là những dòng bình luận lạc lõng giữa hàng trăm bình luận tốt đẹp. Thật mừng khi con người vẫn còn trao nhau niềm tin và tình thương. Kỳ Duyên âm thầm góp 150 triệu cho vùng lũ. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt để sẻ chia những nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu vì cơn lũ và rất nhiều sau so việc cũng chung tay với niềm tin phần nào giảm bớt đi những nỗi đau ấy. Dạo một vòng qua Facebook của người nổi tiếng, người ta mừng rỡ khi thấy ai cũng cập nhật về tình hình ủng hộ từ thiện. Họ là MC Phan Anh, là Đà Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Trần Đại Nghĩa và rất nhiều nghệ sĩ khác hòa chung vào tinh thần nhân văn ấy hoa hậu kỳ duyên đã khiến nhiều người bất ngờ khi âm thầm ủng hộ số tiền không hề nhỏ cho đồng bào miền trung điều đáng nói kỳ duyên làm những việc này khá âm thầm và lặng lẽ cô chung tay cùng rất nhiều bạn bè để mang tới những điều ấm áp cho đồng bào miền lũ lụt số tiền mà kỳ duyên và bạn bè ủng hộ cũng chỉ được hé lộ sau khi một fan hâm mộ của kỳ duyên vô tình chia sẻ mặc dù số tiền không nói lên tất cả nhưng có lẽ đây là lúc người dân vùng lũ cần rất nhiều sự quan tâm ủng hộ và chia sẻ của anh em đồng bào cả nước hành động của kỳ duyên đã khiến hình ảnh của cô trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người sau những sự cố không đáng có không chỉ đóng góp tiền ủng hộ cho đồng bào lũ lụt, Kỳ Duyên và bạn bè của mình còn trực tiếp vào tận nơi để chia sẻ những nỗi mất mát với người dân nơi đây. Hiện Hoa hậu Việt Nam 2014 đang có mặt tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ vừa qua. Ngoài số tiền góp, Kỳ Duyên và bạn bè quyên góp được 3.000 thùng mì tôm, 3 tấn gạo cùng rất nhiều chăn đệm. Đáp trả kẻ ném đá chuyện từ thiện, Kỳ Duyên không phải dạng vừa. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây trên trang cá nhân của mình, MC Kỳ Duyên chia sẻ dòng trạng thái dài như một bức tâm thư nhắn nhủ đến những kẻ mà theo chị chuyên đi rình Facebook của các nghệ sĩ nổi tiếng để canh chừng, hãy thấy có người sơ hở là lên tiếng dạy đời. Những người này theo MC Kỳ Duyên gọi chung là những người của hội chỉ thị người khác làm từ thiện. MC Kỳ Duyên cũng là một trong số những nạn nhân bị hội này đem ra soi mối, chỉ trích vô cảm trước nơi đau của đồng bào miền Trung đang phải từng giờ, từng phút sống chung với nước lũ bởi trước đó không lâu nữ mc có phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình cảnh ăn uống ca hát ở nhà nghệ sĩ đức huy trước những lời lẽ không hay của facebooker giao nguyên viết ra miền trung ủng hộ lũ lụt như mc phan anh kìa ở đó mà đàn phê hát đáp lại mc kỳ duyên lập luận đầy hớm hỉnh khiến người ném đá phải cứng họng không biết nói gì hơn nữ mc viết tại sao biết tụi này không ra miền trung cứu trợ đang vận động bao nhiêu người bao nhiêu tiền cho miền trung nhưng phải mua đồ rồi tổ chức đi ở đâu ngày nào tối nay chị em vui với nhau một đêm nên đừng lên giọng dạy đời Bây giờ đang bảo miền Trung Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ Đều có người đang chết đói, đang đau khổ ở một nơi nào đó trên trái đất này Vậy theo giao Thì nên cấm tuyệt trên cõi đời này Không được ai cười hay thổ lộ một niềm vui nào à Nếu giao nghĩ vậy Thì làm ơn ra khỏi Facebook của tôi ngay Không thì tôi cũng ban giao thôi Ngoài lời đối đáp, MC Kỳ Duyên còn trích một danh sách dài chương trình kêu gọi ủng hộ từ thiện. Tính đến ngày 19 tháng 10, khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tổng số tiền lên tới gần 600 triệu đồng. MC Kỳ Duyên cũng thẳng thắn gọi chung là những người nói xấu mình, là người của thành viên hội chỉ thị người khác làm từ thiện. May mà clip của tôi đưa lên chỉ là ca hát, chứ nếu có bất cứ hình ảnh nào được hội chỉ thị người khác làm từ thiện liệt kê là tiêu xài hoang phí như bữa cơm ngon, món đồ mới mua hay đi nghỉ mát, thì thế nào cũng bị phán cho câu slogan của hội là tiền nhiều thế không để cho từ thiện. À, và còn trong trường hợp đặc biệt này nữa, mình không làm từ thiện mà người khác làm từ thiện, mình cũng sẽ bị mắng lây. Có nghĩa là khi một nghệ sĩ nào làm từ thiện, thì tất cả nghệ sĩ khác đều bị đem ra so sánh đấy coi ai ai đó làm kìa ở đó mà đàn với hát mc kỳ duyên cũng viết vô hình chung người nghệ sĩ có tâm với người nghèo nhưng lại hại đồng nghiệp mà không biết nói tới đây tôi thành thật xin lỗi anh chị em nghệ sĩ nào bị liên đới vì những việc làm từ thiện của tôi trước đây